Mến chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Ở đây là một trong những cây mai mà nhiều anh chị rất là yêu thích ha. Ở vườn mai Úc Thuyền. Ở vườn mai Úc Thuyền nha anh chị em. Ở vườn mai này ở Bình Dương. Hôm nay mới hôm qua là 5 tháng 5. Bữa nay là coi như là tiếp tục quay cho anh chị em về tình hình phát triển ở vườn mai Úc Thuyền. Mà không biết là mấy vườn cây của mấy anh em là đến bữa nay là như thế nào rồi. Mình cho cái comment nha. Còn cái cây ở nhà em này cũng không được tốt lắm ha. Đang đi vòng vòng đi học hỏi để kiếm cái công thức về mình làm lại cái cây cho tốt đó nè. Bữa nay cũng là một cái đợt tưới phân tiếp tục ở vườn mai Úc Thuyền. Thì em quay lại cho anh chị em xem kết quả của những cây mai đã được anh Úc Thuyền chăm từ đầu năm tới giờ. Từ đầu năm tới giờ bằng cái phân của anh, cái đợt trước có chia sẻ với anh chị em đó. Cái đợt phân trước là tên gì ha? Anh Thuyền ơi, em chào anh Thuyền nha. Xin chào quý vị khán giả đang xem trên Chợ Sài Gòn. Cái đợt phân cái canh bệnh là cái bằng đi lan organic. Bữa tính ra là anh vô được mấy lần rồi? Bữa là lần giờ bữa nay vô lần nữa là lần thứ hai á. Mới lần thứ hai thôi, cách đây là được 2 tháng ha. Đâu anh vô phân kia tháng 4 anh mới vô mà nay dần tháng à. Tháng 4 bữa nay là 5 tháng 5. Ở này 6 tháng 5. Tháng đó là tháng trăng lần á. Tháng chơi lần. Này là một số cây mai con chào chú Tâm nha. Chú Tâm gần đây luôn không chú? Gần ở tư gần nè. Chú qua chơi hả chú? Qua chơi. Nãy giờ chú qua lâu chưa? Mới qua nãy giờ khoảng 3 rưỡi. Là chú qua đây lần đầu luôn ha? Qua cũng mấy lần rồi ạ. Chú đánh giá sao về cái vườn mai của anh Úc Thiền nè? Thấy thì cái vườn mai này gặp thấy quá đẹp Tới thường tới lui là đang tham quan mà coi là học hỏi. Ở nhà chú xài được bao nhiêu cây? Chú chơi được bao nhiêu cây? Có được vài chục cây hả? Cũng vài chục cây luôn. 40 hả? 40 là cũng cây bự không à? Mới chú ghép mình lại hả? Ở nhà chú đi phân có cùng loại phân với anh Út thầy không? Chưa, đang học hỏi. Chú đang muốn định thử nghiệm phải không? Đúng rồi. Chưa hả, chú ở nhà chú xài phân gì? Thường thì cũng xài phân HPB. HPB là chắc cũng là lâu rồi đúng không? HPM là không, chứ không có gì khác. HPB thì hình như là rẻ hơn cái của anh Út Thiền. Cái canh mà chừng 5 lít là có hơn 100.000 à. Chưa chắc rẻ hơn á. 120.000. Cái canh của anh là tới mấy trăm ngàn lắm mà. Nhưng mà tôi xài nhiều nước. Bao nhiêu? 4-5 ngàn lít nước. Tôi xài 5.000 lít nước. Còn cái HPB là chỉ xài có 500 lít nước đúng không? Còn cái mua một chai nó xài đó cho nó tiện hơn. Nếu mà 100.000 mà xài 500 lít nước, người ta 900.000 mà ta xài tới 5.000. Sao? Của anh là bao nhiêu ngàn? 5.000 lít nước. Ý bao nhiêu tiền á? 5 lít là mà nó 870.000. 870.000 cho 900.000 luôn đi. Vậy tính ra là của anh Thiện rẻ hơn kia, rẻ hơn kia chứ. Nhưng mà phải mua lần đầu nhiều hơn, mua một lần nhiều hơn. Nhưng mà ship HVB là tới 200 đó. Nó bao xíu là 200 đó. Nếu mà hàng châu Âu người ta trong thành phần nó chắc cú hơn. Rồi tính ra nó bình thường là cái phần của ảnh mắc gấp 7 gấp 8 lần cái HVB. Đúng không? Rồi để mình xem đi. Mắc hơn nhiều bị cái nó. Để đi vòng xem tham quan vườn mai của anh Út Thiền nha. Mình lại mới ghép anh Út Thiền thì ảnh có tới 3 khu vực được. Một khu vực là ở bên xưởng gỗ ha. Đúng rồi. Khu vực vực đó giờ còn có cây gì không anh? Cũng có mới cây tàn, giờ tẩy cây tàn không à? Đó còn luôn ha. Còn mới cây tàn. Một cái vườn là ở khu vực này, còn một cái vườn chính của anh là phía bên kia chút xíu nữa. Chúng ta sẽ qua thăm. Ngày nay ảnh có cái phôi độc đó nè. Cặp máy dù hả anh? Cái này của mấy ông anh bạn làm cho ảnh tại Tổng Tước Bình Thiên nè. Cái này Tổng Tước Bình Thiên nè. Rồi mình đi vòng rủ chú Tâm đi chơi luôn chú Tâm ơi. Dạ. Mà mấy cây mai zin của ảnh là thấy cũng chạy đọt dữ dội lắm nha. Mày chắc ảnh cũng phải xịt trừ sâu bỏ chỉ thường xuyên đúng dữ lắm. Phân thì cho ít ăn lắm nhưng mà hút cũng xịt hơi nhiều. Từng lễ 5 ngày là xịt lần.
Bởi vì cái cây nó láo nó bẹp mới đẹp vậy nè. Thường mấy cây margin đó là lá đẹp là cũng hơi hiếm rồi nha. Ở nhà chú Tâm có chơi margin không? Chơi mấy cây mai bự này nè. Cây nhỏ à. À. Ông có hoành 50 60 cắt rồi tôi ghét thì lại. Cái dạng lá nha chú cũng giống giống vậy không? Thì mới ghép nó ra được 20 ngày à, hai mấy ngày. Ghép bình lợi luôn hả chú? Ghép bình lợi của giống của Út Thiền nè. Ờ không, bình lợi thì đi mạnh lắm ha anh thầy. Cây này là cây mai cây zin nè, nhưng mà bông cũng được ghép rồi. Không lợi nữa. Cái này. Sao không lợi? Bông cũng được ghép không lợi. Nó chùm hơn phải không? Cây sao? Đẹp hơn cũng được. Tức là nó chùm hơn bình thường không? Tại thủ đất có nhiều loại nó bị lai tùm lum mà. Nhưng mà tết trên cây này bông dữ lắm, bông 8 cánh, 12 cánh mà bông bự 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 mà nó vàng đậm luôn. Rồi giờ thôi chúc mừng cái cây nó đang vô tay anh Út Thiền là thấy ok rồi đó. À, ra vàng lá ra vậy là ok rồi. Giờ mình đi vòng coi những cây mai ở vườn mai Út Thiền chăm như thế nào nha. Đây là cái vườn số 2 đi. À, chút xíu nữa mình vô qua cái vườn chính của ảnh là có cả siêu bông Sài Gòn đó. Rồi cây này ảnh chùm lại nè. Chùm cho mát. Đó. Ở vườn mai Út Thiền thì chủ yếu là tứ quý nhiều lắm nha anh chị em. Dạ, số tứ quý mà. Dạ. Tứ quý mà ảnh khoái chơi mấy cây tứ quý bự không à. Ô, có cái cây không có độc nè. Cái này mai giống như dạng mai Long An á, nhưng mà bẻ gắt ha. Ừ. Cây nào chú? Này mới ghép, mới khúc luôn. À. Hai cây một cặp. Cây bẻ gắt, cây bẻ lơi hơn xíu. Mấy đây anh ghép cái giống của anh phải không? À, giống rồi. Cái giống của anh Út Thiền là hồi trong mấy clip trước là anh nói khi nào có giống là anh tặng hả hay gì? Cái này tặng cũng được. Cái này tới để em gần Tết thì mới thấy nụ nó bông nó mới. À, này giống của anh Út Thiền nha. Chung là hồi chưa có tên tuổi gì hết. Ừ. Giống này cái giống này là bông đẹp chứ không? Bông dữ lắm. À, để tết thì xem quay cái giống của anh coi như thế nào. Dữ lắm, mới ghép tới này 5-6 năm rồi mười. À, thấy ảnh ghép cũng hơi bị nhiều cây á. Ghép cũng hơi bị nhiều cây á. Khu vực này là mấy giống nào nhiều anh? Thì cái này là giống gì đây? Này cái này Sài Gòn hả? Đại Lộc. Đại Lộc hả? Ừ, Đại Lộc. Con cây. À, ảnh vẫn còn giữ Đại Lộc một cây. Đại Lộc thì nó cũng chùm về bông nút không anh? Đúng rồi. Điều nó bị nó hay bị năm cánh. Chùm về bông nút nhưng mà thỉnh thoảng nó có thể bị năm cánh. Cây bay cũng khá đẹp ha. Để đi vòng coi có cây nào si không chú Tâm ơi. Đi vòng coi có cây nào bị si không. Đây là si anh giấu hết rồi. Toàn cây đẹp không à anh em ơi. Đó. Vậy chứng tỏ là cái phần này ok đó. Nhưng mà ngoài một cây đẹp nó còn phụ thuộc vô thứ nhất là phân, nhưng mà cái quan trọng nhất đầu tiên đó là gì anh Út Thiền? Chung là nước, quan trọng nhất là nước. Nước nhậm nước thành nước tứ rồi. Nhất nước gì phân mà. Còn chất trồng thì sao? Chứ chất trồng nữa thì nói chung nó cũng nhiều quan trọng, ví dụ như mình chất trồng này nó rất là xốp, rất là xốp thấy không? Nè, phân ra nè. Không phải là tống gốc đâu nhưng mà cắt là xốp, tức cái phân nó cũng vậy nữa. Nó mới khô gốc thì nó, cái mai phải khô gốc mới ngon. À, lát chi cho em bịch về em cứu cây mai si ra. Anh Thiện ơi. Cái này gốc 80 không? Ủa cái gốc này như mới phải không? Có lâu rồi chứ. Đúng không? 80 anh gốc cái mình mới quay. Này mới quay nè, gốc cây này mới quay nè. 80. 80 hoành ha anh. Cây này cao 2 6, mét 6-70 không? Ừ. Đo tới đây là 70 rồi. À. Chỗ này là 80. 80. Nè. À, chỗ này là 70 nè. Chỗ này là chỗ này chỗ 60, này, gần chỗ 60. Này, chỗ này mét 4 lục lòng mà đế ra tới hoài luôn. Ừ. Sưu tầm những cây
siêu to khổng lồ ha. Gốc này như này 65. Trong đây gốc 60 70. Cây này nhỏ mà đẹp nè. Nhỏ mà chỉ banh mini. Cây này có giao lưu gì không anh? Cây này để chơi. Để chơi hả? Cái này để mấy chung là bên đây là cũng của anh luôn, nhưng mà bên đây là người ta khơi rồi, người ta dặn rồi, người ta dặn là Tết là chuyện như người ta khơi mà khơi nhiều năm á. À. Mối mà. Mối á. Mối. Đẹp, đẹp. Nó quá vườn chính coi mấy cây như thế nào anh. Nay hôm qua là mùng 5 tháng 5, bữa nay là chuẩn bị, nghe nói anh chuẩn bị tứ phân ha. Đúng anh. Rồi. Đây, bữa nay mình coi lại mấy cái vàng mai bên cái vườn chính của anh Út Thiền nè, anh chị em. Chút xíu mình rảo vòng coi vườn mai ảnh có cây nào bị sập, có bị xấu không nha. Ở vườn của mình là đa số những cái giống nào anh Thiền? Thì ở đây có Bình Lợi, có Đa Phúc, Hữu Đức, Dạo Lá Gai. À, với là cái giống của anh nữa. Rồi nói chung thứ một thứ vậy, giống vậy mấy cây à. Rồi bây giờ mình cùng xuống xem anh Út Thiền ảnh chứa phân thuốc ảnh pha sao nha anh em. Nãy nhìn bên kia thấy là ok rồi đó, nhưng mà giờ mình vô chỗ tứ phân coi cái phân ảnh xài là hôm bữa là cái phân ở đâu, Ấn Độ không anh? Thổ Nhĩ Kỳ. Ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mới mua về 4 thùng nè. Cái này là búa hổm, là cái phần búa hổm nè, quay nè. Mà mình cho ăn bên kia rồi, bây giờ mình chơi nhiều khi mình anh em nói đổ phần bảy vô rồi khui phần mới luôn nè. Dũng có bán không? Phần. Không thì Dũng có. Mình cho ăn mình phải lắc lên. Này ở ngoài cửa hàng bán bình thường không anh? Không có đâu. Cái chai này chai không mình xớt ra mình. Cái này mát. Ý là nè, cái can này là ở ngoài cửa hàng bảo vệ thực vật là có bán cái này không? Anh cũng không biết nữa. Nè thấy không? Ui, cái canh mới nè. Cái này canh này nó ta xài tới 5.000 lít nước rồi. À. Một canh này, 5 lít ha. Cái này 5 lít. Để mình đổi lượng, ví dụ cái này một lít như vậy là mình xài 1.000 lít nước. À. Cái canh này nó ở đây nó không có siêu, mà nó chỉ có siêu với nắp thôi. Cái siêu nắp thôi, chứ còn ở trên đây nó không có dán siêu giống phân HVV. Để mình lượng ở đây. Độ như 3 xị này là đây, cái bồn này 7-8 lít nước độ 3 xị. Thấy anh xài phân thấy không, đâu có nhiều, cái này chỉ anh chỉ có vậy thôi. À. Đủ chạy rồi chứ không cần nhiều. Vậy với gót nè. Đó, định phân này là mình chơi tới tháng mấy, tháng 8 này là bao nhiêu? Chỉnh ngon, sữa nè, mát nè. Viên này nè. Đó. Vậy thôi. Với này. Rồi. Bốn cái. Chỉ vậy thôi chứ đầu năm tới giờ luôn á. Vậy là anh xài mấy cái này theo kiểu sao? Thì đầu năm này là mình tứ này cho nó dưỡng gửi này không? Hai á, dưỡng gửi. Giữ gửi phải lần hoặc hai lần, xong mà thấy cơ một mà nó ra già lá. À. Rồi mình mới đi này. Siêu lân. Ừ, đi này. Đi này chừng tới tháng tư là đầu tháng tư mà mình mới tứ cho nó sung mạnh như vậy, xong mình mới tứ này. Đi lân cho nó cái lá nó mập hả hay sao? Đi lân cho nó mát gửi nó nè, nó cũng nói chung cái, độc, cái siêu lân này rồi. Cái siêu lân này nó cũng có cũng có kích gửi tổng chứ không có đâu, cái siêu lân này. Ừ. Nó cũng để siêu và gửi vậy nè, biến vàng thành xanh à, nó cũng mà nhơ sắc kẽm gì đồng gì nó cũng đầy đủ luôn đây hết nè. À. Nhưng mà ví dụ như bên trong đây phần nó không đó nè. À. Phốt pho 15.000, nó chủ yếu nó phốt pho nhiều, còn mấy cái khác nó ít. Ví dụ như bên trung quy lượng nó có thiếu thì mình cung cấp thêm cái gói này vô cho nó. Cái gói này là cái gì anh? Combi trung quy lượng. Ừ. Cái này xài sao, cái gói này xài sao? Một này mình xài 200 lít nước mình phun. À. Nè, dưới đây cái người nắm bịch này lại cỡ nhiêu anh?
Bịch này có ba mấy ngàn bịch. À, ba mấy ngàn. Với lại mình chỉ người nắm thôi. Người nắm bên chỉ xài cái Giumin với trăm bông. Giumin với trăm bông với tóc 85 thôi. Nói chung giai đoạn này là mình xài này, còn tới giai đoạn sau. Đó, đó, để lên đây luôn anh. Giai đoạn này thì mình xài mấy này, còn giai đoạn sau thì tới tháng 6 thì chắc phải anh phải xài mười cũng có xài được NPK nhưng mà tới tháng sau mới xài. Tháng sau chắc anh xài DB. Nè, cái này nè. Cái này là anh xài thường xuyên đúng không? Cái này thì cũng tháng này xài nhưng mà tới tháng 7 8 đổi khác nữa. Tóc 85 nè. Cái gì thôi, xài trong đợt này luôn không? Thì cái này anh thường thường phun mình trộn chung hai này lại nè. À, hai này trộn lại. Và thằng này nói chung từ đầu năm tới giờ là mấy thằng này là quá quan trọng. Thằng này anh xài với thằng nào? Thằng này xài mình đó. Mình đó không? Ừ. Để rồi mình tỉ khói gửi rồi lỡ cổ gửi khói gửi đâu nè. Bỏ chỉ bỏ chỉ anh xài ra thằng nào? Bỏ tỉ thì anh xài tán lạng hết. Thằng này cũng vậy nè, cũng bỏ tỉ nè, thằng này cũng bỏ tỉ nè. À, thằng này cũng bỏ tỉ luôn nè. Bỏ tỉ xài nhiều lắm. Xài nhiều không? Anh phải cứ xịt hai EC là mát nè. Hai ba lần là anh phải đổi thuốc, hai ba lần là phải đổi. À. Rồi bữa xài cái gói kia nữa. Anh sợ chưa thử cái bỏ chỉ Clofiran hả? Không, anh không xài. Thằng đó mày vũ mua không có. Tôi là hơi răng á chú. Ừ. Gạt con dao giùm cái. Tôi ra là Lê Vũ không có. À, tôi là hơi răng của bên Úc, anh Úc Đực xài á. Đúng sao mấy ngàn á. À. Ví dụ như tới tháng 6 bạn 8 9 mình sẽ thay đổi phần tí xíu mình em thay đổi. Em để quay lát em điện. Chuẩn bị có ý. Là tay điện rồi. Rồi lát em điện em đang quay. Tới tháng 6 tháng 7 tháng 8 mình thay thay đổi phần một tí xíu, có thể là thay đổi khúc cửa nắm tí xíu. Nhưng mà tới đó mình quay tới đó nữa. Để anh chế vô bồn anh cộng. Rồi mấy anh em mình cùng ra xem ảnh pha thuốc nha. Can đó là cái phi này là 700 lít này, anh pha này 3 xị nè. 3 xị. Bột này 700 lít. 700 lít là 3 xị hết luôn ha anh. Trộn vô anh quậy anh tưới. Anh tưới máy ha anh. Đây, cái dây của anh nè. Đó, vậy là xong. Sắp lại rồi, chừng xíu ra vậy liền. À. Cái đó là Đại Phúc. À. Rồi, vậy là xong rồi ha. Bây giờ mình xuống tưới ha. Đúng rồi. Nguyên vườn anh là cái bồn này tưới hết không? Tưới một bồn được tới đây à. Tới đây à. Này tôi dòng từ đó đây tưới tới hai bồn. À. Rồi mình xem anh tưới như thế nào nha. Để lên tỉnh tứ tự động xuống đi cho nó dễ thường thường tứ vậy giờ tứ lên dưới tứ lên thấy khó hơn. Dạ. Rồi chút nữa bây giờ vừa xem ảnh tưới rồi mình coi luôn tình hình vườn hai ở anh Út Thiền nha. Em đi sơ sơ là thấy cái phần này nó có vẻ là uy tín rồi đó. Tam kéo giùm cái ống anh Tâm. Này cái giống này là cái giống của anh Út Thiền nè. À, hết dây được à? Tên. Hết dây đủ à? Rồi được à? Thôi được à? Được à? Mình tưới heo hàng thì nó không có bị sót. À. Đây anh cũng xài cái dầu giống như vườn anh Hoàng Mai nè.
Tưới vậy là anh giống như tưới nước chứ không có canh gì ha? Tưới cả đều thôi được rồi. Tưới đều thôi. Cái vòi này thì nó không phải ra mạnh, nó phù hợp với mình tưới phân ha anh? Đúng rồi. Vậy là tinh bột xuống nó yếu, đâu phải như mình bơm đâu. Vậy là cái này là anh khỏi xài, không có xài cái không xài cái máy. Anh chỉ để trên cao cho nó đẩy áp lực xuống không? Đây là cây lá gai ha anh? Lá gai. Lá gai cũng rất là tốt nha anh chị em. Này mới tới này là được 2 cử rồi. Bắp sen tưới đều. Ở vườn chú có xài cái vòi sen này không? Vườn chú có xài vòi sen này không? Chưa xài vòi sen, vòi sen này ổng chế vậy á. Mua bán thiếu gì? Này cũng rẻ lắm hả anh? Mấy chục ngàn cái. Cái phần này xuống cái cây già, cây yếu, cây mạnh, cây si, cây non gì tưới được hết. Đây mình lái cái vàng này cũng giống của anh luôn nè. Đó. Còn cây trong kia tưới luôn, tưới hết. Cũng giống khác ha anh. Cái cây này cây gin, cây cúc, cây Bình Định. Cái này của thằng cháu bên đây. Alo. Anh nghe. Alo. Rồi giờ mình đi xem ảnh tới cái mình xem tình hình vàng lá ở vườn mấy Úc Thì luôn nha anh em. Thấy sao chú Tâm? Dày bóng. Dày bóng ha. Ở nhà là chú chưa có xài cái phân này đúng không? Chưa. Chú có định dự định sắp tới đổ qua không? Đổi thì tính vậy, xài này ngon hơn HQE. HQE có 500 lít à, giờ nó. Tức là ý là chú ngon hơn là tức là nó rẻ hơn đúng không? Tính so sánh ra thì là nhiều ngợi hơn rất nhiều. Tại vì cái này là nó 5 lít nhưng mà nó xài cho 5.000 lít. Phân này nó khôm lắm rồi, nó không có hôi kìa. Nó không hôi đúng rồi. Khôm lắm. Phân mà thơm ha. Nó không có hôi, nó như mấy người kia. Phân mà ta kêu rồi. Phân là đồ thải ra của cái gì đó. Phải gọi là phân. Mà nó thơm luôn. Tại vì tới đây mà tới vòng vòng từ bên kia tới bên đây luôn tới 2.000 lít. 2.000 lít mới đủ. Là một can gì anh tứ chừng 2 lần là hết. Cái này giống của Đa Phúc hả? Này Đa Phúc. Phải gần tới là lên quay mấy giống Đa Phúc mà nụ ra đá lắm. Cái giống của anh nó cũng gần giống cái lá nó cũng gần giống Đa Phúc mà nó bự hơn đúng không? Đúng rồi. Nó bầu hơn, bự hơn xíu. Dảo gai nè. Bên này cũng dảo gai ha anh. Đúng cây đó cũng dảo gai, đúng đây cái 2 cây này dảo gai. Vườn này như có 4 cây dảo gai. Xem cái đợt trước ảnh tưới phân này cách đây là tháng rồi. Một tháng ha anh. Thì 3 tuần rồi, chưa tới tháng đâu, 3 tuần. Thì cái đợt trước em quay rồi có tưới cho ta. Tưới là quay này chưa tới. Chưa tưới hả? Mới tưới siêu lăng rồi chứ chưa tưới cái này. Vậy là trong năm nay là anh mới xài có này mới 2 lần. Thứ 2. Là sắp tới là anh định cứ tháng xài lần hay sao? Tháng xài lần. Này Thủ Đức ha anh. Thủ Đức. Tháng quê nay anh Út được tháng xài 3 lần. Ờ
dữ rồi. Từ ở đây là anh một tháng là anh xài chỉ hai lần thôi, mà một tháng là tứ nạn lần với siêu lần lần. Từ Tết giờ là anh tứ phân cái lần này nữa, tính nếu không tính dư gửi tính phân luôn, lần này đã là mới có 4 lần á, từ Tết giờ á. Mà giờ từ giờ tới cuối năm luôn là nếu mà anh tứ khoảng chừng 4-5 lần thôi chứ không có nhiều đâu. Tại vì giờ Tết là cứ tháng tới 2 lần, tứ tới tháng 9 một tháng tới 1 lần chứ. Mà cái phân này là anh mới sử dụng năm nay hay là năm ngoái rồi? Năm ngoái làm rồi. Năm ngoái là thử nghiệm lần đầu tiên á. Năm nay thấy ok quá là mình cứ dứt thôi ha. Tại vì năm trước nữa là có xài, anh xài cái phân Dynamite á, Dynamite phân Úc á. Mà phân nó tướng cực quá. Cực là sao anh? Phải ngâm tứ, mình phải ngâm rồi mình múc từ khùng, mình từ ca mình tứ chứ mình tứ bầu không được. Nó có sát. Rồi phân viên hả chú? Phân viên. Mà mình để mình phải lắp phân lại chứ nó không nó gặp nắng nó không tan. Anh tưới bằng cái này thì một cái cây lớn này chắc chừng được lít không à? Một cây vậy cậu 5 lít 10 lít thôi chứ. Đồ thấy cái dầu của anh ra có chút xíu. Tại gỡ hoài. Em nghĩ cái bồn đó là 700 lít. Thì chút xíu đi em tưới xong rồi em đếm hơn được bao nhiêu cây, được chừng 5-60 cây vậy. Ra nhiều lắm. Cái dầu của anh ra chừng ở tưới như vậy là một cây phải 10 lít á. Em thấy cái chừng có 2-3 lít à. Thấy vậy á. Cái của anh là anh làm cái ngắt ở đây nè. Có cái ngắt ở ngay đây. Mình tưới xong mình ngắt, đúng không? Sao? Sao chú tâm qua đây nói nè, chú nói đó xa quá không nghe. Chú lại gần. Yếu tính làm cái bồn gì nè. Cái giò yếu không có trèo lên cao được. Không có làm được. Chứ làm gì thì nó tiện ngon. Là đỡ tốn tiền, đỡ tốn mua tiền mua máy hả chú? Mua máy không được, chứ không được điều tưới máy nó thấy sao á, nó ra. Nó da mạnh quá. Nó bắn qua. Nhanh ấy nó mới điều chứ còn không bắn được. Mình tưới vậy là đi về là hết về hàng không rồi, tưới lại đây. Tưới bằng đi bằng về vậy tưới nó không có sót. Về nó có. Nhưng mà máy cũng điều chỉnh được tốc độ mà. Anh cũng có máy chứ mà anh tưới này. Tưới này nó chuẩn hơn ha. Tưới vậy đều cái đều ha. Đây, vàng cây của vườn mai Úc Thiền nè, anh chị em. Lá rất đẹp ha. Cây này mới zin hả anh? Cây zin đó. Cây này. Cúc hương zin á. Cúc hương zin luôn. Hơn viên này nó dắt từ mấy thằng bán nó vậy, mấy bán nó mà nó vậy nhưng mà anh cũng thấy bông rồi. Thì chắc nó từ hộp chứ đúng không? Nhưng mà cây này cũng già dữ lắm rồi. Cây này hoành cái cỡ 40 rồi. Cây là tứ quý quả nhạo quánh nè. Còn vậy chứ cây vậy cây trồng có nước hơn chứ không phải ít đâu. Cây này anh ghép đa phúc hả? Cái đa phúc cây này nè, cái đó giả giả quanh phải không? Cây này đa phúc. Cây này giả quanh ha. Nè, em quay cho anh chị em xem cái vàng lá. Nó cũng gần giống đa phúc nha. Thấy không? Nó cũng hơi tròn tròn. Thường anh tưới là vào chiều... 8 là coi gì mới có bị gãy không? Được. Chiều tối anh mới tưới hả? Một vào chiều tối, hai nó sẽ mới sớm tưới chứ. Tức là mát anh mới tưới á. Đúng rồi. Nếu mà mình tưới cỡ chừng 9-10 giờ trở lên hoặc là tới trước 3 giờ chiều, trước 4 giờ chiều thì nó sao? Nóng quá thì sao? Nóng quá. Với lại thường á, ví dụ như chiều mình tưới á, thì mà chiều mình tưới phân thì sáng mai mình tưới nước, rồi chiều mình tưới phân. Cho cây để mình đừng có thiếu nước á. Tức là trước khi tưới phân là anh tưới nước trước. Sáng mai tưới đi. Hoặc là nếu mà còn nếu như sáng mai mình tưới phân thì chiều mình lo mình tưới nước đi. Nói chung mình tưới thì mình làm như vậy thì cây mà mình nó không có bị sốc phân.
À, cái phân nó được pha loãng bớt một chút nữa. Chứ cây hoa quẹo mà tứ phân là nó dễ bị sốc phân lắm. Rồi qua ngày mai mình có phần tưới xả lại không anh? Tứ phân này không thì chiều mai mình tưới sơ lại. Chiều mai để nó ngày đêm nó như anh vợ tứ phân vậy là chiều mai là anh tưới nước sơ lại, tưới sơ rồi. Là giống thì cũng giống như là xả nó lại, đúng phải không? Đúng rồi. Đó là anh tưới qua ngày hôm sau là anh xả lại cho nó một đêm. Chờ nó mưa đúng một ngày. Tưới cũng vậy chứ thấy cũng lẹ ha. Chứ chừng này nhưng không tới 1 tiếng xong rồi. Vậy chứ lẹ. Quay này mà anh chơi máy tưới còn lẹ hơn nữa. Mà dàn cây của anh nè. Đó, dàn cây rất mượt luôn anh chị em. Hôm nay là gì anh? Sao? Thủ đất hả? Thủ đất á. Này thủ đất luôn nè. Thủ đất luôn. Chắc lát nữa phải nhờ anh chia cái vỏ đậu cái chất trồng này quá, chất trồng thấy ok đó. Cũng nhớ nhắc anh nha, bữa hổm quên không, cũng nhớ nhắc nha. Dạ. Vậy thay phân lại cho cái cây thân yêu của chú Sáu Bình Dương. Nó đang bị yếu dữ lắm rồi. Đó giờ cây của Hồng giờ về thay phân cái thứ dân gửi nữa ra. Em định thay phân xong rồi mình cắt hết được không anh? Cắt hết rồi thay phân. Ừ. Cắt hết rồi thay phân lại bỏ vô mát hả? Ừ, bỏ vô mát. Gọi là mình lấy lưới lan, mua lưới lan về che ha anh. Ừ, xong rồi thứ dưỡng rễ vô. Có cần thứ dưỡng rễ không? Tứ chưa. Dưỡng rễ xài nào được anh? Đúng rồi, sớt cho miếng gót thì về xài. Rồi, cảm ơn anh nha. Nhớ nhắc nha, anh chú anh Tám cho nhớ nhắc giùm anh Tám. Dạ. Để chú quên, không hứa quên có tiêu. Rồi, nỡ quên nữa, các bạn, các anh chị nhớ nhắc em nha. Coi xong cái nhắc cái. Thấy mình cây mình mai mình đi phân hữu cơ thấy không, cái lá nó sẽ không có thấy xanh đậm đen như là mình đi NPK, nhưng mà nó dày lá, nó ra đi mắt rất là nhạt, nó dày lá vẫn xanh nhưng mà xanh không bằng cái thằng kia. Mà cái xanh với không xanh sợ quá. Nhiều anh chị khen vườn mai Út Thiền không thấy cỏ đâu hết, anh làm đá hết trơn rồi cỏ không có luôn. Có cái anh nãy chuyên làm cỏ. À. Anh cứ làm đây rồi bên kia rồi bên hông rồi lên xưởng rồi anh làm quyết vậy, cứ làm qua làm lại làm quyết vậy. Vậy là anh có xử lý mà. Chứ nó lên dữ lắm hả? Làm tháng. Ừ. Chú Tâm qua đây nè, qua đây đứng. Út ở phòng đó ông đó hả? Ừ. Rồi. Mình tưới vậy nó đều, còn máy mình xịt chứ đâu có đều. Rồi. Đây hồi này hũ đất không? Cũng ngon không? Hũ đất. Hũ đất luôn nè. Đẹp. Cây này cũng hàng khủng luôn nè. Cái này gốc xong làm mà đo trên đây nè. Cũ người ta mấy rồi, cũ người ta kẹo luôn. Mấy cây đới này, mấy cây như cái đới này khó kiếm lắm. Trong nguyên cái vườn của ổng rồi toàn rồi, thấy toàn là hàng quýt không. Chứ còn gì nữa nè. Nữa không mà. Rồi bóc kem lại luôn. Cây này đẹp quá. À, cây đẹp quá. Đây cũng là cây mini của ảnh ha. À, bên này là giống của anh luôn rồi, đúng không? Đúng rồi. À, giống của anh luôn nè. Ôi, coi cái đế này có Hồng ơi. Ôi. Ăn coi cái đế này nè. Mai vàng xù nè. Xù chải. Quá xá cái đế nè. Mê, quá mê à. Cây đẹp quá. Cây đẹp mà vàng lá cũng rất đẹp luôn ha. Kín hết luôn. Đó, dày. Được á. Ở đây hũ đất là cũng nhiều lắm á, hũ đất nhiều, hũ đất với đa phúc nhiều. Còn dảo gai giống của anh với dảo gai với
Họ hương có mấy cây. Này thủ đất luôn hả anh? Thủ đất á. Thủ đất nè. Họ giống phía sau chú Tâm là Sài Gòn ha. Sài Gòn thì thấy lá cũng đẹp lắm nhưng mà nó không được bự lắm hả anh? Đúng rồi. À. Có cây này. Con cây đó lá nó không bằng mấy cây kia, mấy cây lá cũng bự. Có cây này phải không? Hình như cái cây mà cái lá nó bị nó không được bự gì là mình lấy ra mình ghép nó cứ vậy hoài ha, phải không anh? Chắc vậy quá. Hai cái giống sao không biết, bởi vì anh ghét mấy Sài Gòn lá cây vậy cây nọ nên. Thì sao chú? Tôi mua mấy mai giống nhỏ thì tôi lấy cái lá cái tồn nhỏ rồi ghép không để gì đâu coi kỹ coi. À. Nó khá gì không? Rồi giờ chú lấy thử cái lá cũng siêu bông Sài Gòn luôn nhưng mà kiểu như là cây tốt quá lá nó bự á. Rồi chú lấy từ cái cây tốt mà lá bự đó chú ghép ra thử nó bự không? Thấy không? Từ nãy giờ vậy cũng lẹ coi ha. Tứ theo hàng ngàn nó lẹ. Tứ theo hàng vậy nó. Giống như siêu bông Sài Gòn của vườn mai Phương Bình bữa nay cũng có nhiều cây lá cũng bự lắm. Rồi cũng là mai. Cái lá bự lá nhỏ gì nó cũng nhiều yếu tố, nhiều khi cái cây mình ít lá bự rồi, mà nhiều lá nhỏ rồi. Rồi cũng cây của Hoàng Mai, anh có giống cây Hoàng Mai chưa? Không, anh không có giống của anh Hoàng. À. Là như cái cây Sài Gòn đằng nẵng có cây là như giống như của anh Hoàng mới phải không? Tại vì anh mua của anh chia bo của anh bạn anh dưới Bến Tre mà anh nói là anh bạn của anh là nói là bạn anh là bạn của anh Hoàng, anh chia của anh Hoàng mà biết phải không anh cũng không biết chính xác. Mà cây nào anh? Cái cây đây nè. À. Đó đó. Ở cái đó đó. Cái này ha anh. À. Cái này hình như chắc không phải đâu anh ơi. Thì anh nói vợ cho anh cũng không biết chính xác. Ừ. Cái này cũng là siêu bông Sài Gòn á. Nhưng mà hình như em thấy quay bữa lâu rồi, quay bên anh Quảng Mai lá bự hơn. Cái lá cũng tốt, cũng đẹp nhưng mà không bự lắm. Mà. Cũng không hiểu tại sao. Đâu, nhiều khi cái lá nó ra nhiều, cái lá ra nhiều, ra ít, rồi Tết thì mình đông xa, đông gần nữa. Nó chung nó nhiều, chuyển nó, để lá nó nhỏ lắm, nhiều khi mình đông xa quá, cái lá ra không bự nữa. Ừ. Cứ để cái tàn nó đi, nó chi nó đi dài quá phải không? Đúng rồi, nó là lá nó nhiều quá, nó bắt buộc nó phải nhỏ lại phải không? Đúng rồi. Rồi siêu bông Sài Gòn cái đặc điểm của nó là lá nó nhặt. Lâu lắm mà không qua lại chỗ của anh Hoàng Mai coi cái cây của ảnh bữa nay lá nó có bự không. Mà nay nghe nó ảnh cũng có giao lô bo đó. Nghe nói anh bán bò tới 100.000 luôn mà. Chắc, đúng rồi. Cây mai dưới bồn á. Còn 20 gì đó quên rồi. 20-30 gì đó. Còn 20. Bữa trước là như là 30, không biết giờ còn hay nhiêu, 20 hay là nhiêu á. Nhưng mà những cây ghép lại á. À, mấy cây ghép lại á. Mấy cây đầu dòng kia là 100.000 người ta cũng đặt lắm. Đúng rồi, không có để bán luôn á. Nghe anh nói vậy. Còn à, ông hỏi không? Cái bữa quay ở trên ông Công phải không? Dạ. Giờ ông bán có 2.000 2k phải không? Đúng rồi. còn trên ông Lực, cái bữa quay trên ông Lực mà là bữa 5k. Ông quay của Hoài Thương á, Thương á. À đó là cái đó là em không có tham gia. Không có hả? Dạ. Là ổng là 400.000 bo đó. À. 40 bo là 16 triệu đó. À, cái đó lên mạng người ta làm quá trời luôn. Mấy bữa đó ổng Lực mới đính chính. Đính chính sao? À, đúng là 400. Chú. À. 400.000 bo. À. Ổng đính chính rõ ràng nha. À. Chứ để lên cho người ta làm thương quá trời. Ông thổi gì dữ vậy? À. Thì hôm bữa em quay thì anh Lực cũng nói là cái cây đầu dòng đó là 400. Ừ. Thì tôi coi lúc trước thì nói nó 400 thương đó, nó là 400. Rồi sau nữa lên nữa là ông Lực phải đính chính lại. À, tức ý là bị mạng nó làm quá trời đó. Ý kiểu bà con không tin mà ví dụ như là mua vài bo thôi chứ đâu có mua nghĩ là mua số lượng lớn vậy đúng không? Cái bo này mới để anh nói cho em nghe, cái bo mặc dù cái bo cây nái là cái bo F0 thì nó cũng ngon hơn là cái bo kia, nhưng quan trọng là cái bo nó cho mạnh cho ngon, rồi còn phụ thuộc vào cái thời tiết, phụ thuộc cái người chăm nữa,
đó, chứ không phải mình nói không phải cái bo ngon là làm được tất cả đâu. Nhiều lắm. Nó nhiều tốt lắm, cho nên anh cũng không, anh thì cũng ghép thì cũng giống vậy, nhưng mà anh cũng không quan trọng tới cái bo F0 F1 nhiều. Tức là anh cũng không cần thiết luôn ha. Đúng rồi, anh không cần thiết tới F0 F1 nhiều, cái quan trọng là cái thời tiết nè, cái người làm nè. À. Đó. Rồi cái cây phôi của mình nó có mạnh hay không nữa. Thì mình mà chăm sóc nó không mấy thì nó cũng đâu có đạt. Rồi cái phôi của mình nó có mạnh hay không nữa. À. Chứ giờ ví dụ cái bo F cái bo cây đáy đi mà cần cui về ghép sao ra. Ghép lên ra cũng đâu mạnh đâu. Thì vẫn tin tưởng là cái cây từ cây diêm thì nó sẽ ngon hơn, có thể bông nó giống tỷ lệ bao giống. Ví dụ giờ bông mình ngon đi. Mình bông ngon, về nhà mình đưa vô cái phôi mình nó yếu, mà cái phôi mình nó yếu làm sao ra ngon. À. Rồi cái bông ngon, cái phôi ngon ra mạnh đi, rồi Tết gặp cần mưa sớm mưa tễ rồi bông tổ mất tiêu hết sao bán, sao cho hơi. À. Nói chung mà nó nhiều yếu tố lắm chứ. Rồi giờ ở trên Bình Lợi có thêm nhiều cái giống mai của anh Huỳnh Tú nữa. Ừ, em anh cũng có nghe. Có cái loại bông gì mới nữa đó. Dạ. Nâu mấy chục cánh luôn, cũng mấy chục cánh luôn á. Cứ giống gì giống mà cứ mình nuôi ngon là tết không đẹp. Đang quay. Yeah. Nhiều khi cái giống nhiều khi ha, mình cái giống mà anh ra chợ bán, nhiều khi anh cũng ra chợ bán, anh bạn anh vào ra chợ bán anh biết á, nhiều khi cái giống nó nổi tiếng nhưng mà nó tổ mẹ nó hết rồi, khách ta cũng đâu có chịu, mà cái giống tầm bậy mà tổ đúng ta cũng chịu. Đó là quan trọng nhất là Tết là phải quan trọng nhất là về đích cuối cùng có bông à, mà bông phải không bị rụng, phải đẹp đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mà cái vụ rụng là nó cũng ngoài cái giống này cũng do một phần là mình chăm hay sao anh? Rụng bông thường thường là mấy cái dòng cúc nó mới rụng bông thôi. Còn cái dòng này đâu có rụng, cái dòng mà mai thường thì nó đâu có rụng bông, nó rụng bông chẳng qua nó bị sốc nước mới rụng thôi. Đó là dư nước cũng nhiều rồi. Bị sốc nước nó dạng như cây mình để khô quá cái mình tứ vô hoặc cái phân của mình nó nhầy nữa rồi nó bị sốc nước á. Thì nó mới gãy rụng bông đậu xanh thôi, chứ cái dòng mai mà 8 cánh 12 cánh này đâu bây giờ mình cũng nổ được. Ừ. Đây, cây nào của anh cũng là bộ lá cũng mướt rượt hết à, anh chị em. Theo anh Thiền thì hiện tại là anh kết nhất những cái giống nào ở trên thị trường tới thời điểm hiện tại. Anh kết sẽ bông Bình Lợi. Bình Lợi. Nó tôi nãy giờ tôi tính nói rồi đó, giờ chỉ có cái Bình Lợi là hóa ra, còn như ý cũng bông chưa thấy sao để cũng coi. À, chú cũng chưa thấy như ý luôn. Như ý cũng giờ cũng gầy như ý. Anh thấy không mà? Với Ngọc Toàn. À, mà chú đánh giá sao nếu khi mà thấy cái bông ở trên mạng? Như thấy ý. Trên mạng về mua về thấy thực tế rồi, cái bông mình lợi về nó chỗ rồi mình thấy rồi. À. Là thấy nó rất là đẹp, rất ngon. À. Đam mê mình lợi dữ lắm. Dạ. Còn Sài Gòn lúc mới đầu là cũng mê đó, mà bông mình thấy nó chắc Sài Gòn rồi. Theo tôi so á, thấy cũng 8-10. Mình lợi 10, Sài Gòn mình 8. Giống nào cũng ngon hết chứ mà không giống nào cũng ngon hết. Là cái Bình Lợi hơn cái Sài Gòn là cái gì? Về cái bông á. À, cái bông nhiều cánh hơn đúng không? À. Nhưng mà cái Sài Gòn là người ta đã chơi cả mười mấy năm rồi đó. À, đặc điểm của Sài Gòn là mình nói là tại ý tôi nha, chứ không phải để tôi nói rồi lên mấy dạ. Anh kia nữa ấy. Thì cái người chơi nha anh em. Nói chung là chú Tâm là người chơi ha. Sài Gòn nè, Bình Lợi nè. Dạ. Đó, hai cái đó thì bây giờ tôi thấy là hai cái thì nó ngon rồi đó. Chung là giờ cái giống nào cũng ngon, nhưng mà quan trọng là Tết bông tổ đúng. Cái chăm sóc nữa, giống nào, cái giống nào cũng ngon hết á. Mà quan trọng cái bông tổ đúng. Còn kinh doanh rồi phải lo vấn đề bông Tết này kia là kỹ thuật nữa. Tại cái câu hỏi này cũng nhiều anh em ở bên Thốt Nốt, ở Cần Thơ, gần Cần Thơ đó, là cũng hỏi Hồng đi quay biết giờ nên ghép cái giống nào là ngon nhất. Ở trển mai sắp tới á. Mai sắp tới anh Thiền, biết mai sắp tới không? Biết. Anh Thiền đây chưa có sưu tầm mai sắp tới ha. Anh cũng không có, lúc này cũng luôn buôn chuyện quá, cũng không có đi sưu tầm mấy cái đó. À. Lúc chưa có thấy bông Bình Lợi á, thì thấy bông Sài Gòn mê đó. lúc chưa thấy sưu bông Bình Lợi á. Dạ. Chỉ thấy trên mạng thôi chứ còn chưa thấy thực tế, lại là mê Bình Lợi hơn. À. Lúc trước là gặp bông Sài Gòn mình nuôi gì mình coi nó chỗ mình thấy là mê.
À. À, giờ thấy bình lợi chỗ là mê. Còn không biết để tới đâu mình còn chăm sóc cái sự chăm sóc của mình nữa. Gặp coi như gặp siêu bông bình lợi giống như là lữ bố mà gặp điêu thuyền á ha. Wow, mấy cây lớn của ảnh là cây nào cũng chạy đọt dữ dội luôn ha. Mà giờ chú thấy cái giống của anh Út Thiền chưa? Thấy bông chưa? Giống anh thì nó không có tên có tuổi gì hết, nhưng mà có được con cái biết gì không? Chưa, gì anh? Lên lúc xanh chứ lợi Tết tổ đúng không? Không có tổ bậy. À. Có nghĩa là nắng mưa hay là gì nó không có tổ bậy. À. Nhưng thường năm nào anh cũng cho hơi với bán được cái giống có tước, nó không có tổ bậy. À. Thì để năm nay đi quay rồi biết chứ. Mà cái nụ nó dữ lắm. À. Lên cái bông xanh cũng đẹp nữa. Cái bông xanh nó đậm đen à. Mà nó bự lắm. Mà nó chân nó cao mà tưa nó tổ nó cũng không có bị gục đầu nữa. Thì nó hơi được cái nó không có tổ bậy. Đó, giờ trời mát mát mà nó tưới. Đợt này chắc chú Tâm chuyển qua chơi thử cái phân này luôn chú Tâm. Phải đi chơi rồi, chơi tính ra thì nó cũng kinh tế hơn. Ngợi hơn. Nó kinh tế mà không thấy mua đâu thành phố, không mua đâu không biết. Cái mua thành phố. Nghe thì có vẻ là mắc tới gần. Đúng rồi, nghe mắc nhưng mà thực chất là không có mắc đâu. Rẻ, rẻ hơn đi nó mít nữa. Anh mua bao đi nó mít 600 ngàn gì vậy. Về nhà thôi. Tại vì nhiều anh em mà có kinh phí là cứ tâm đắc cho là cứ hàng xịn là hàng mắc, hàng xịn là hàng mắc. Vì phải không anh Thị? Một thùng ta có 5 lít mà nó có 100 mấy à, còn này tới 800 mấy gặp người ta ngán không? À. Suy nghĩ kỹ lại, mình tính lại thì suy nghĩ lại là tính lại là vậy tính ra cái phân HPB là mắc hơn cái này á. 500 lít à. Thì à. Kia người ta là 5.000 lít. À, mấy lần rồi? Cấp 10 lần. À. Tính như nó chứ. Tức là cái phân này ảnh pha là lợi hơn gấp 10 lần. Chứ quy ra kia là nếu mà tính ra cái này là tính ra vậy là phải hơn triệu rồi đó, nếu mà tính như HPB á. À. Còn cùng đi à. Rồi, dàn lá rất đẹp luôn anh em ơi. Nãy giờ chưa thấy cái cây nào bị suy ở đây, không biết anh giấu không nào hết rồi. Dễ gì không? Dù ăn được mấy cây suy anh. Có cây mọc. Ồ, con cây mọc vậy cũng có đó. Cái cây suy nhưng mà nó cũng bữa không phải là suy, nhưng mà cây đó bữa anh cũng cho ý bể để nó bị dư nước. À, anh có cái gốc này. Cây chút xíu à, cây chút xíu à. Anh có cái gốc tứ quý này giống gần giống cái gốc mà hôm bữa em quay ở vườn nào Thanh Lý á, ở dưới Long An á, gần vuột á. Nè, cũng gần như là ba chân à. Dỡ dỡ rồi anh. Dỡ mấy cái tấm ra, mấy cái tấm này. Tấm đẩy là dỡ ra được rồi. Bữa anh thầy có coi cái clip không? Có. Quay không anh? Thấy cái cây đó không? Có. Cây đó chừng 30 quanh nè. Ồ, cây này... Chứ không biết sao mà tôi mê mày lại không? Dạ sao chú? Thì tôi coi á là tôi thấy tham khảo rất nhà vườn rất nhiều người. À. Cái thằng Thương ở dưới Bến Tre á, thằng đó nó cũng kỹ dữ lắm đó nha. À, bây giờ nó cũng lên là nó phá hy vọng lại là nó cứ giống ý tôi vậy. À. Tôi giống ý nữa mà Thương á. À, mà theo ý kiến của chú về cái vụ việc mà anh Thương nó với giao dịch với... anh Đủ Lực thì chú thấy như thế nào? Chứ góc độ là cái người chơi thôi. Vậy bữa nữa. Vì em Thương á, ông là mình mua về là để mình làm giống, mai mốt kinh tế mới bán được, rồi phải lấy từ cái cây đầu dòng đó về. Tức là lấy hình ảnh. Nó dễ, lại có hình ảnh nó lấy làm là cái chứng là tôi có đây là lên ông Đủ Lực. À. Bữa đưa chồng tiền luôn 16 triệu. Rồi cái đầu trên mạng nói trời ơi, lù gà dịch gì tùm lum dân đi. Thì sao mà ông Đủ Lực ông chính lại. À. Đi ra như vậy. Vậy bữa đó anh ghép hai cây mai tứ quý của anh kìa, hai ghép 70 kìa. Anh chỉ cũng ghép bình lại luôn nhưng mà anh không cần phải F1, F0 gì hết. Anh lựa cây nào mà giống mọc bo mập anh ghép à. Rồi bữa đó lên quay nha anh. Ừ. Không cần giống không cần F1 hết. Không. Chúng mình nếu mà mình làm ngon là tết bông ngon. À. À, chủ yếu là đúng giống là được phải không? Đúng giống là được, mình làm ngon là tết bông ngon thôi.
mà phải gặp thời tiết thuận nữa. Nhiều người thì có quan niệm qua là người ta ghép ra nhiều dòng quá rồi nhiều đợt quá nó sẽ mai một đi. Có vậy nó vậy chứ nhiều khi nó đốc còn đẹp hơn chừng nữa. Đâu có biết được đâu, đâu có biết được đâu, tao có sao đốc được. Sao được, nó đốc rồi nhiều khi nó đốc cũng có khi đốc không bằng cũng đốc đẹp, nhưng mà cái cây thường thường á, theo anh chơi mai này mười mấy năm anh kinh nghiệm á, cứ cái cây mai nào cũng vậy, em cứ làm đúng nuôi sung là tết bông đẹp bông bự. À. Mà hình như ghép vô mai vàng là lâu lâu có khi là có thể là đốc không, nhưng mà nguyên lý của cái ghép là nó không có đốc. Cái vụ giờ cái cây mai mà giờ cái nụ non bèo đi, em làm sao cái nụ tết nụ non bèo đi, làm sao mà tao bông ngon. Tức là cái nụ của già nụ của cho bự nụ già nụ tết bông tổ mới ngon, cái mai sung mà tết tổ mới ngon chứ. À. Nãy giờ quay anh em thấy vàng cây ở vườn mai Út Thiền toàn cây vip vip không à, mà vàng lá cũng rất là ok ha. À, vàng lá rất là đẹp, lá vàng gì mê kìa. Chú Tâm cũng mê luôn. Trời ơi, vô mới vô lần đầu tiên mới vô quay vừa một tay phải không? Dạ. Bữa hai tao chạy vô tôi gặp cái cầu quá trời là kế bên mà không biết trời. À. Mà cái thằng ở quê nó ở đây, mình ở Sa Đéc mà quê nó ở đây nó còn không biết mà ở gần đây nè. À. Quay cái mấy lần cho tao, tao có quay đâu. Thì ông có quay cho Sương Gỗ một lần. Chứ quay Sương Gỗ cho nó coi. Dạ, ông chú thuộc luôn á. Chú cày liếp luôn. Chú Tâm cày liếp luôn. Cái này đạp khúc. À, có nhiều anh chị trên kênh rất là dễ thương ha. À, cái điện thoại cho em nói đêm nào anh cũng cày liếp tới 1 2 giờ sáng. Nói nhà tôi mà tôi coi không một ngày tính cho coi khoảng 4 5 tiếng đồng hồ. À, mà chú thường coi trên TV hả hay trở dễ phải không? Mà giờ trong TV thì nó dễ, cái này cái TV tôi dở tôi bắt được mà không bắt được thì sao, cái này bắt được rồi bắt coi coi trên TV nó bự. Nó bự. Dạ. Chứ coi TV không à. Rất nhiều mà anh chị em cô chú là cũng rất là thích coi TV, thì nó bự, hình ảnh dễ coi thôi, coi điện thoại lâu quá nó bị hư mắt. Đây anh cũng có dảo sắn nè, sắn dảo sắn nè, hai cây, rồi cây dù nè, cái dù này anh để rủ rủ gì giống mai liễu vậy anh. Nãy tính hỏi mốt cho ông để làm chi ra, không có hỏi, tính hỏi ông này ông để làm chi ta? Để chi kìa anh? Để vậy cho anh kiểu ha. Đẹp đẹp chút. Mai mà có đeo bông tròn ten rồi nữa. À, đây một nhánh, hai nhánh, ba, bốn, năm nhánh ngũ phúc luôn ha. Ở đây toàn là gốc bự không. Ở vườn anh Thiền được bao nhiêu cây? 60 hoành. Từ 60, từ 60 tới 70, 7 mấy chắc cỡ khoảng chừng 20 cây vậy. 20 cây. 60 tới 7 mấy. À, gốc thú luôn nè. Như góc đẹp nha anh em, góc một quần thể luôn ha. Vườn mướt rượt luôn, góc này bự lắm rồi Hồng, cái góc này quay phim này không bự hoài, bự lắm cái góc này, bự lắm, này bự lắm rồi này, cái chậu này mét sáu mà muốn hết cái chậu luôn. Chậu này mới 6 nè. Này anh ghép đa phúc hả? Đa phúc. Tôi tính ghép đa phúc thấy có bình lại với dân. À. Lâu chưa chú? Mới ghép đây hai mấy ngày ha. Ủa giống luôn luôn hả? À vậy là chú cũng phải nghiên cứu kỹ lắm mới quyết định ghép bình lại ha. Ghép đây chứ. À. Sài Gòn không hết trơn bình lại rồi mới ghép Sài Gòn có mấy cây à. Nãy chú nói ở vườn chú được vài chục cây hoành, nó tầm cỡ bao nhiêu trung bình chú? 40. Trời ơi ghê vậy. 40 là bự ngang ngửa mấy cây này rồi. Ừ, mấy cây này cũng cỡ 40 chứ mấy.
Vậy chú cho tứ quý nhiều hay là mai vàng nhiều? Trời ơi, mai vàng không hả? À. Nó mê rồi, nó mua về chứ không biết mai đó giờ đâu có biết mai đâu. À. Vậy là chú mới chơi cái chừng được 2 năm hả chú? Cả 3 năm gì rồi ạ. À, 3 năm. Học phí cũng không biết nhiều rồi. À, vậy là ai cũng có đóng học phí á. Nhỏ nó ham hả ham vậy cái nó mua. À. Mua về cái uống uống nó bóng đẹp. Ừ, uống xong thì uống tiền công dây không mà tính ra cỡ hơn 150 triệu đó. Rồi cắt bỏ hết lên luôn mới ghép lại đó. À hết chưa anh, hết chưa? Còn có chục cây nữa hết rồi cũng lẹ ha. À để tử hết nước cái xong cái chờ đợi mình dắt bà con đi tham quan vòng mấy cây nhỏ nhỏ coi có việc kia nào giấu không. Còn chừng 5-10 phút thì nó xong rồi. Cái cũng sắp hết thơ phân rồi. Mày chắc hết phân rồi đó, gần hết phân rồi kìa. Gần hết rồi nó cũng. Rồi. Rồi gần hết hết phân luôn rồi đó anh. Rồi, chuẩn bị phá cái mới rồi đó, là vừa rồi đó. Ở đây đi vòng vòng anh em đi vòng vòng coi mấy cây kia chút xíu mình tổng quan mình làm tiếp này cho xong luôn. Rồi, đi coi nha. Ê, mấy cây bữa nay bữa anh ghép nè. Biết nay giờ phát triển sao rồi. Mấy cây tứ quý qua nhà luôn nè. Mấy bữa được hơn tháng cho anh. 40 ngày rồi chứ. 40 ngày. Cái này tại vì anh cũng cho ra nắng sớm quá cho nên ra vậy cũng chưa ngon á. À. Với lại tứ quý nó cũng ra chậm hơn mai vàng. Tại vì anh gấp cho cái nắng mấy cây kia đừng anh lấy bo cho nên nó bữa mới khá bịch cái cho cái nắng luôn. Đây, cái này của bữa có quay nè. À, có một cây anh giống bị dư phân hay gì kìa. Cây này không phải đâu, cây này nó bị nấm ở dưới, nó bị hư rễ, nó bị nấm dưới, nó không hút chất dinh dưỡng lên được. Anh bị mấy cây giống vậy? Như 2 cây. 2 cây. Rồi bữa anh tư phát hiện ra là anh tị lại là ok, im nên ra lọ đọt non một lần. Vậy đọt coi nè. Vậy đọt coi nè. Bị cũng bị ảnh hưởng bơi xịt thuốc bỏ tủy nữa nè. À. Rồi mình đi vòng qua coi mấy cây nhỏ nhỏ của ảnh tầm trung coi. Dàn lá như thế nào. Nè vài bữa nữa nè anh ghép cặp này nè, cặp này. Trời ơi, cái này cũng đẹp lắm nè anh em. À, cái này cũng đẹp lắm nè. Gốc mới ghép luôn, bình lợi luôn. Cây gốc 75 á. Gốc này nữa ha. Vậy bữa nữa mấy cây này anh ghép quét bình lợi luôn nè, mà anh cũng lựa bo mạnh anh ghép à, chứ anh cũng không nhất thiết phải bo ép không luôn. Cây này gốc 616 này, cây này gốc. Nhưng mà giờ anh ghép hết rồi giờ làm gì còn. Thì bây giờ anh chờ tới tháng 8 anh ghép, anh chờ bo anh ghép. Ủa cây này cũng y như cái cây ba chân em quay nè. Cây này tôi đặt nó là cây ghép hết của Paris nè. Cây này mới cắt lấy 1000 bo. 8 fan. Không. Thì mới, mới lấy 1000 bo. Ồ, ngon. Nay giao lưu bo nhiêu anh thì cũng bây giờ bữa cũng có 5k bo cắt từ hao anh em mà cũng nay cũng đâu có bo nhiều nữa, nay hình như còn được chừng vòng vòng đây anh em lần ta chia bo cũng được ra 20 bo rồi. À bữa là anh bán 5k một bo nhưng mà bán bo tặng bo phải không? Ừ, đơn vậy mình chia sẻ anh em xài chứ mà là cũng nghe ngửi với anh Công luôn rồi đó. Nhưng mà bo ở đây thì thấy cũng rất là mạnh khỏe nha anh em. Xem cái vàng chung của anh nè. Mấy này anh để đi chợ nè đúng không? Đúng rồi. Đi chợ bán Tết gì nè. Hả? Quái không á. Này gì đây anh? Cam với kem 2 màu. À, mai cam với mai kem. Góc nè. Kem với cam với vàng nữa. Còn cái này. Này cũng vậy luôn. Này cũng vậy luôn. Cũng cam với kem luôn ha. Nên đây 4 cây cam với kem. 1 2 3 4 5 cây. Cây này là cây này Sài Gòn. Sài Gòn này cũng cái cây một lá cũng bự nè nhưng mà ra ngoài lại nhặt lên lá nhỏ lại. Tại vì á nhìn nè thấy nó đi nè nó chạy nhìn lá nó nhặt. Cái lá của nó nhỏ phải nhỏ với lại anh đi nghiêng về đi hút cơ nhiều cho nên thấy mắt lá rất là khít mà cái lá rất là dày. Cái này mà nó nhặt nè. Anh đi dắt anh đi hút cơ đây nói chung là từ đầu năm giờ là anh chưa đi nè với cá mà. À. Tới tháng 6 chắc phải cũng phải có NBK. Tháng sau. Mấy cây này bình lợi ha anh. Cái này cái gì đây? Kem.
kem. Anh thích cái giống kem lắm. Kem nó được hai lớp không? Nó y như cúc kem vậy, nó đẹp lắm. Y như cái bông cúc, cái bông nó y như bông cúc hồi hương. Là nhiều cánh không anh? Kem. Đúng rồi, tới hai mấy cánh là nó cúc mà, cúc kem. À, cúc kem hả? Anh thích giống đó. Mà nó cái giống đó nó có đặc không anh? Đặc chứ, gà dữ lắm. Cái này như bạch mai này. Bạch mai. Bạch mai hả? Cái này Thủ Đức hả anh? Cái này cam bảy màu, cam đổi màu. À, cam đổi màu hả? Ừ, vậy là nhà vườn ảnh là nhiều giống lắm nha. Này giống như màu là kính khưa luôn á. Để à, màu gì chỉ có màu đỏ không có. Được 10 giống không anh? Được 10 giống không anh? Được chưa? Mấy cây nhỏ nhỏ mà lá cũng rất là đẹp ha. Hả? Để mình đi kiếm cái cây mà là cây mà ảnh kêu yếu nhất vườn coi. Tam tài hả? Tam tài. Anh có cái gốc này đẹp lắm nè, mà như đợt trước có quay nè. Ừ, này nè. À, gốc này là bữa anh nói nhiêu chứ? 4 triệu. 4 triệu nè. Đó. Này ghép cái gì anh? Cái này cam. À, cái cam. Cái này dán đã ha. Này dán nó đây. Đó, nó bay, gió lùa. Cái này đẹp lắm, cái này nó bay mà nó bay ngược. Ừ, bay ngược lùa đó. Cây đẹp không? Nó bình lợi á. Bình lợi. Cây này mạnh nè. Cây nữa cây này đẹp dữ lắm. Cây bình lợi dữ hơn bình lợi, nhưng bình lợi cây nào cũng mạnh nhưng mà lựa cái nào khít cơ sung lấy bò kẹp. À. Vậy đâu cần mà, vậy anh đâu cần mua bò hả? Không. Bình lợi nè. Quá trời luôn. Nhưng bình lợi luôn á. Anh còn được cỡ nãy nó còn được cỡ bao nhiêu bò? Nếu nhấc nhẹ chứ cỡ 1.000-2.000 bò ít đâu. Mà phải chờ phải hai tầng nữa kìa, nó dạ nhấc nhẹ đặng chờ. Chứ không dám không cắt sâu đâu. À, đây nguyên diện dưới đây là bình lợi của anh này, á. Mấy này có thể giao lưu được đó anh em. Này nhấc bớt được nè, nè. À. Nhấc nhẹ nè. Mấy này già nè. À. Điều mấy này mới anh chó mới cho ăn phân chắc phải 10 ngày nữa kìa. Nó mới cũng mới xì ra chút xíu á. Tại vì mới cho ăn xì ra xíu. Phải 10 ngày nữa kìa. Ừ. Đây. Này bình lợi luôn nè. Vàng quá trời luôn. Đó, quá trời bò. Thấy đã không? Nước được ha. Cái cây này thấy nè. Cây này bữa để dư nước nè, nhưng mà lại cây hồi nãy anh nói có cây duy nhất là phải không? Phải cái này rồi, không? Đúng rồi nè, nhưng mà nhớ cũng ra nè, thấy không? Hồi phục rồi nè. Thấy chưa nè, đọt ra nè. Nó nguyên nhân nó là sao anh? Bị dư nước á. Để quên đến tới ghét mà cái phân cái nhầy á. À. Cái cây này đẹp ghê, gán giữ là cây này gán. Dư nước. Nó hư gửi, nó bị hư gửi, ổng gửi đó. Nó mới ra được có hai ba cái à. Nó bị ổng gửi chứ. Nó mới ra chút xíu à. Cái này anh xử lý sao vậy? Thì giờ anh cũng tưới rigomin chú. Xong rồi anh tưới giữ gửi vô. Rồi anh đựng tưới nước để tông mát từng tận tỉnh rồi thôi chứ có gì. Ghép quá trời ghép luôn. Đây. Đựng tưới nước đó, tỉnh chứ. Quá trời luôn anh em ơi. Này bình lợi luôn nè. Bình lợi. Bình lợi nhiều. Bình lợi mấy này cắt được nè. Thì cắt không cắt nhẹ nhẹ hoài thôi chứ đâu giống vô nữa để tết tấn cây chứ không. Cắt nhẹ nhẹ hoài được. Rồi vậy là đi vòng sao thấy vườn mai anh Út Thiền thấy uy tín rồi đó anh em. À, vừa phân thuốc này nọ thực tế là cây rất là đẹp ha. Nguyên vườn có một cây duy nhất thôi. Ờ, bữa cắt không cái đó nhiều trong đây cắt mới gì cũng nhiều. Rồi anh em nào mà muốn giao lưu bo nữa alo lại cho anh Út Thiền cái số điện thoại anh Thiền. Thì bữa hôm bữa bữa mình có hơi đọc lại đi ha. Đó, đọc lại đi. Số gọi của điện thoại của mình là 0913 179 939. À, rồi địa chỉ đi luôn anh. Địa chỉ của mình là 123 sạc 23 đường Hồ Văn Cống. Phường Tương Bình Hiệp. À, bây giờ mấy anh em mình ra đây ra đây em xin chia lại bao phân. Đấy bao sức trồng. Để anh sớt đi tổng chung với vợ dọn cái cây này anh cũng tính khai tính bữa tính đổ phân đằng khai hai cái cây đó vô đây nè. À. Cái cây này là bữa tính hai cây này nè. Nhưng mà phân cũ rồi anh. Không phải cũ đâu. Hả? Không phải cũ đâu. Nè. Có phân mới không? Thì phân mới nè. Chúc anh tổng chung với cái kia cái đó là chúc anh chỉ lấy vỏ đậu trong đó thôi. À. Anh kia lấy đá vỏ đậu á. À rồi, rồi cảm ơn anh Thiền trước nha. Rồi mình chào bà con ở đây đi. Rồi, chào trung tâm nha. Anh chị. Rồi chào bà con nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những clip tiếp theo. Cảm ơn anh chị đã theo dõi rất nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại.